Ok, chào tất cả anh em nha. Chúc có anh em thật nhiều sức khỏe nha, thành công phát tài phát lộc nha, mà ngăn thì tấn tài tấn tới nha. Đó, có tiền mua máy cài ủng hộ nha. Rồi, hôm nay giờ sẽ lên cho anh em con máy cài Shibora SD3203 nha. Đó. Con này một cầu nha. Đầu tiên cho anh em coi vào cái cụm đèn trước của nó nè, rất là ok, giờ ống áp chưa mới chét, rất là ok luôn nha, quá đã luôn. Đó. Ví dụ như anh em không thích một cầu thì anh em muốn hai cầu thì anh em cứ việc liên hệ alo số điện thoại để mình tư vấn ha. Đó, ở đây có rất là nhiều máy mình lên không có hết được, cho nên mình sẽ lên từng con từng con. Nhưng mà một con nó không có thể hiện hết được cái số máy, cho nên là mình thấy con đó không vừa ý thì mình sẽ hỏi con khác ha. Rồi tiếp, tem của nó thì nó hơi sần sờ tày tày chút nhưng mà không có sao ha. Áo này thì có dặm nhẹ thôi ha. Đó, rồi sẵn sau để gặp trước luôn đi, mình đi từ trước ra sau đi cho nó dễ ha. Cái mọc là hết thì luôn, nó rất là ok ha. À, máy móc thì bao zin, sườn thì bao zin, sơn gặm đụng bao zin hết cho anh em, không có cái gì lại luôn á. Chỉ có cái áo trên là dập nhẹ cho anh em thôi, dập cho nó mướp lại thôi. Đó, thì có sao đó vậy thôi, anh em thấy vừa ý thì anh em chốt ha. Đó, vô này thì gỡ ra rồi thì anh em ấy sẽ gấp đủ luôn cho anh em, không thiếu gì hết. Nói chung là khi giao máy sẽ đủ là điện, đèn nè, còi nè. Đó. Rồi gương nè, vô đủ này hết, ngon lành nha. Bao xài bao test mà. Đó, gầm đẹp không? Nó rất là ok, giờ ổn áp luôn. Đó, bệ bước chân lên xuống nè, thấy không? Nó rất là ok. Nó mòn nhẹ, đốc sơn nhẹ thôi. Máy móc thì liền lạc ha. Đó, ghế thì ở đây, đó, cần số thì ở đây rất là đã. Mình chỉ đưa tay nhẹ xuống dưới đây cái là mình có thể nắm được cần số, rất là ok. Người ta thiết kế rất là hay luôn. Mình khỏi cần phải khum chòm gì hết á. Con này thì xài lướt thôi, con này mới có 0733, tức là mới có 733 giờ, anh em thấy không nè, 733 giờ thuộc dạng rất là ok, rất là lướt, dưới 1000 giờ rất là lướt luôn á. Rồi trở ra cho anh em coi cái nội thất của con máy nè, thấy không, anh em coi nè, thấy không, đó, rất là ok, giờ ổn áp luôn. Máy móc thì anh em biết rồi đó, là bao zin ha, bao họ thầy test luôn cho nên mình đâu có lo lắng gì đâu, đó. Em thấy chưa? Đó. Soi cho nó đã ha. Rồi, hạ xuống nha. Ghế là ghế zin luôn cho anh em á. Vô lăng thì rất là đẹp luôn. Ghế rất là đã đúng không? Mấy ghế này ngồi phê lắm. Da này là tốt nữa. Nè, thấy không? Nước sơn của nó nè, nhìn thấy là ok, giờ ổn áp liền luôn. Dè của nó, mâm trước vỏ trước thì ok rồi, bị gai nhẹ thôi nè, còn vỏ sau thì nó cũng bị gai nhẹ ha, nhưng mà gai còn rất là cao ha, nó bị gai nhẹ, gai như thế này nè nó, nhưng mà không có ảnh hưởng gì hết á. Vỏ này rất là tốt, xài chừng 2-3 năm là chuyện bình thường đó. Con này thì mình đánh giá là thuộc dạng là khá là đẹp chứ không phải là đẹp nha đó, nhưng mà được cái là xài lướt nha. Rồi cho anh em coi được cái thông số nè, SD3203 nè, anh em thấy không, 32HB tua 28. Rồi ok nha. Nè, số sườn nè, anh em coi nè, thấy không, thấy không. Đó, chỗ rồi, đôi chuột nè, ok, giờ ổn áp luôn. Nó đôi chuột ít xài lắm cho nên nó còn đóng bụi gì tiểu thần gì nè. Nói chung là anh em muốn lấy sới thì lấy sới, gắn kiếm đầy đủ luôn cho anh em ha. Hoặc là anh em muốn lấy cái đầu không cũng được nha, nó tùy theo cái đuôi, cái nhu cầu của anh em nha. Đùi nè, đùi này là rất là ngon luôn nè ha. Và cái đùi thẳng này xài rất là ok, giờ ổn áp luôn. Đó, thì tùy theo cái nhu cầu, đùi thẳng, đùi treo gì mà xài cũng được hết trơn á. Người kỹ sư người ta đã nghiên cứu rồi thì bao xài chứ không có gì trơn. Nên em cứ xài tẹt ra đi, mình bao anh em xài luôn ha. Chứ đừng có nghĩ cái đùi thẳng tốt, cái đùi treo là tốt. Nó tùy người, tùy cái nhu cầu, xài quen rồi thấy nào cũng tốt. Mâm trong đẹp nè, hai bên ba nặt đẹp hết đó. Ghế nè, trời ơi, đen nhưng mà rất là đẹp, đen mà đen đẹp á chứ không phải đen mà cũ. Vỏ mâm thấy không, ô cha cha, rất là ok, vỏ ổn áp luôn đó. Nó khá là được, khá là đẹp, xài là ngon luôn, giờ xài lướt. Chứ ba cái mâm vỏ này thì thời gian sau mình xài mâm vỏ khác. Quan trọng là cái gì, là cái máy.
cái máy thì nó phải là bao zin ha. Đó anh em coi nè, thấy không, bốn máy nè anh em thấy chưa, nó rất là ok, giờ không ép luôn đó, ga thắng rồi bên đây là rất là ok, làm rất là chuyên nghiệp luôn ha. Đó, nó làm bài bản lắm, xài ok nè, mâm vỏ bên đây nè đẹp, thấy không đó, cấp lô còn rất là sáng, rất là đẹp luôn. Nó để chìa khóa nó còn cái nút chặn lại, chặn bụi lại mà ở này nó bể kìa, cô không sao nè. Đó rồi, giờ đảo vòng cho anh em coi sơ qua, nhắc lại địa chỉ số điện thoại luôn, số điện thoại mình để trực tiếp ở tinh phần tiêu đề, anh em cứ việc alo cái là có máy về xài, alo cái hoặc cái Zalo á, mình sẽ cho anh em coi trực tiếp con máy hoặc test máy luôn cho anh em coi ha. Hôm nay bận quá không có test máy trực tiếp tin video được, anh em thông cảm nha. Rồi, địa chỉ là quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha. Đó, video tới đây nó cũng dài rồi, anh em xem video thì nhớ nhấn nút like đăng ký nha. Anh em nào nhấn đăng ký rồi thì nhấn nút like nè, chia sẻ cho anh em nào người ta có nhu cầu thì người ta có thể tìm được cho máy thật là như ý nha. Đó, cảm ơn anh em nhiều nha, chúc anh em thật nhiều sức khỏe, bye bye.